Dạ ăn hết cái bánh bao này đi em cho anh gin chiếc xe anh ba em về luôn. Dạ ăn hết cái bánh bao này đi em cho anh gin chiếc xe anh ba em về luôn. Sao rồi, con dao nè, con dao nè, chưa đụng được đáy luôn á. Lúc dao rồi. Cái nhân kìa. Tiền qua chứng hết luôn rồi. Rồi. Rồi, bọn sẽ lọc dò hết tủ rồi. Quá gắt rồi. Một là cái này, còn hai là cái này. Hai là cái này. Ra luôn anh trai. Rồi đúng rồi. Rồi 2,1 kg. Trời ơi. Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Phân Đi Hùng đây. Đây là góc đường Nguyễn Trãi và đường Nguyễn Thị Nhỏ cả nhà. Thì bây giờ mình đang có hẹn mà Võ Sư Lộc ơi, giờ Võ Sư Lộc đang ngồi trên xe của một anh rap. Nhưng mà nhìn thanh niên bự quá cả nhà ơi. Rồi cái này mà nhìn đằng sau nhìn lên là không thấy Võ Sư Lộc đâu luôn à, không thấy anh rap đâu luôn. Đây. Ủa cầm gì vậy? Chào anh. Cầm gì vậy? Bánh bao. Rồi bánh bao gì nữa? Bao đi. Sáng đi trễ quá vội. Nhờ quá. nhờ anh ráp chở luôn hả? Mua đỡ cái bánh bao. Trời ơi giờ anh thôi tôi vào ăn bánh bao này, còn ăn bánh bao nữa. Quay clip ăn bánh bao. Bật rồi. Mà anh ráp ơi. Anh ráp này cũng coi kênh mình luôn nè cả nhà. À. Kiểu như tình cờ bật á. Rồi em tặng anh ráp cái bánh bao này ăn sáng để lấy sức chạy nha. Dạ. Anh có chạy riêng ngoài không? Có, lâu lâu mới chạy, lâu kêu quen. À, ví dụ đọc số thì người ta muốn chở hàng hay là chở người á, gọi trực tiếp cho anh được không? Dạ, con chở khách từ nhỏ. Dạ, nếu người ta hẹn á, rồi muốn anh chở đi xa xa á, mình nè, mình đặt anh để anh chở đi thử thách nè. Dạ. Số mấy anh? 0364. 0364 918 227. Đó, hôm nay mình đã vừa giúp được anh ráp nữa. Rồi, hẹn anh clip này hấp dẫn nha. Dạ. 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 Còn ăn đúng không? Để anh coi. Hả? À, em ăn. Gì em ăn anh? Thì anh á hôm nay là vừa đến trễ rồi ăn bánh bao nữa. Anh là sẽ bị gieo bột nào thì gặt bánh bao thôi. Anh ăn bánh bao nữa. Đúng rồi. 10 cái. Nhưng mà anh thấy bánh bao ở đây lạ không? Bánh bao ở đây là có hình con này con kia, có hình con lân nữa, đẹp lắm nha. Rồi giới thiệu cả nhà, đây là quán hủ tiếu mì dim sum gà ác A Búi. Đó, địa chỉ là số 77 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 2, quận 6 nha. Ăn một bánh bao này đẹp quá. Đây là anh chủ. Bánh bao này có con mèo này kia luôn. Anh, em thấy cái bánh bao con lân này nhìn con vu quá. Làm lâu lắm anh. Làm lâu lắm hả? Có con mắt rồi, có rau rồi, có cây sừng nè. Mấy trái cam, trái bút này người ta để cúng á. Nhìn nó hấp dẫn luôn. Cúng xong rồi ăn luôn. Ở trong là nhân hạt sen. Nhân hạt sen. Dạ, còn cái là nhân sô-cô-la. Rồi. Để mấy nhân thích thì anh có thể để cúng được lễ qua ngày được. Nhưng mà cái này là anh làm luôn á hả? Nhà làm luôn. Trời ơi, wow, công phu quá cả nhà. Anh kéo ra thử cho tụi em coi thử nó bự cỡ nào. Wow. Thôi, dễ thương quá cả nhà ơi. Trái cam và trái bút nè. À. Để người ta khi người ta cúng á nhìn chân cho nó đẹp. Dạ. Rồi con mèo. Con mèo. Con lân. Anh còn làm được hình gì nữa không? À, hiện tại em làm cái mấy hình này tại không có thời gian á. À. Ok. Ví dụ như cái này bao nhiêu anh? À, mấy cái này là 15 hết. 15 hết. Con lân 20 thôi. À, con lân khó hơn, có nhiều bột. Công phu nó nhiều hơn thôi. Nhiều bột hơn nữa. Không mà tính ra nặng như vậy mà 20 ngàn thì quá ok rồi cả nhà. Nếu anh chủ làm hình cái mặt của em đi. Mặt của anh là chắc cũng phải tốn nhiều bột quá. Đó thì chắc mình hỏi anh chủ một số cái thông tin về quán đi. Thì anh chuyển qua đây được lâu chưa? À, em mới chuyển qua đây khoảng chừng 2 tuần hơn. 2 tuần hả?
Nhưng mà anh qua đây thì mình có được cái lượng khách chưa anh? Thì bên kia thì không bằng được, chưa bằng được bên như bên kia thôi. Nhưng mà qua đây thì nó sẽ rộng hơn anh. Dạ đúng không? Bên đây thì được có em được có hai view, một là sân thượng, hai là máy lạnh. Ồ, có sân thượng nữa cả nhà. Anh Lộc phải lát không nắng lên sân thượng mình ăn cho sáng. Ok. Sân thượng nó thường buổi tối đúng không anh? Đúng rồi, sân thượng thường buổi tối với ban ngày thì nó hơi nắng một chút. Ủa, ngoài bánh bao ra anh có hủ tiếu mì nữa. Dạ đúng rồi, em có hủ tiếu mì với dim sum như bên kia vậy thôi. Dạ, đó là hủ tiếu mì dim sum. À có dim sum nữa nè cả nhà. Có bao dim sum. Cái này là búi dim sum. Anh bán thì từ mấy giờ đến mấy giờ anh? À buổi sáng là tầm từ 6 rưỡi tới 1 giờ. Buổi chiều từ 5 giờ đến 9 giờ. À là có nghỉ trưa cả nhà. Dạ. Rồi. Thôi. Thì mình cũng biết giá cả món ăn rồi món ăn này kia hết rồi. Hôm nay anh có cái menu không? Rồi đây sơ là cái menu. Rồi. Menu. Đây em gửi anh. Rồi đây là menu hủ tiếu mì bên mình. Ok. Wow, 35 gà từ 35. Dạ. Sủi cảo sò điệp nhân 115 nè, món đó món đặc biệt rồi. Sủi cảo chiên còn bánh bao đâu anh? Rồi đây bánh bao của em này. Rồi đây là có cơm nữa còn. Wow. Đây là điểm tâm. Điểm tâm. HK là Hồng Kông đúng không? Dạ đúng rồi, HK là Hồng Kông. Bánh cuốn. Anh chủ này là tuy là một cái tiệm nhìn cũng nhỏ nhỏ thôi cả nhà, nhưng mà anh bán rất là nhiều món. Dạ đúng rồi. Em thường bữa tối là bán set là chính. Mà có set. Để thường người ta đi người ta không biết kêu gì, ta cứ kêu set. Đó em nhiều set chứ người ta kêu. Đó. Set a muối, anh là a muối đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cái này là giải khát. Dạ. Nước luôn. Cái này là nước. Bình trà nóng nữa kìa. Trời ơi. Dạ thường ăn điểm tâm Hồng Kông thì người ta phải uống nhâm nhi ly trà nóng. Đó đây có luôn. Thì thôi Lộc ơi lấy bóng hàng bao đúng rồi cái dĩa đó nào thôi còn một cái ăn sao hết tủ cao coi đếm thử chín lấy em hết tủ luôn anh lấy hết tủ vô dĩa luôn anh em ăn sao anh hỏi hoài vậy anh á anh hay hỏi quá à. Anh ăn á vậy mới là thử thách chứ đó wow ô cái này cái đít lần hả có miệng anh cái đầu lên hay cái đầu lên cái mũi nè. Mình nhìn ngược rồi. Wow. Nhìn đẹp quá ha. Rồi, Võ Sĩ Lộc chọn hết tủ rồi. Quá gắt rồi. Thử không? Đó rồi. Bạn nha. Ô. Rồi, thử rồi, thôi vô thử thách đi anh. Tao ăn hết nổi. Vậy mới gọi là clip bùng nổ chứ. Lâu lâu em mới thăm ngàn anh được một lần mà thăm ngàn hết tủ rồi cái gì. Có phương án dự phòng rồi anh. Rồi phương án này chắc khó á. Có, em còn phương án cho anh chọn. Ồ, hai viên sâm hả? Dạ không, cũng là bánh bao mà phiên bản khác. Ơi đừng mừng hùng nha. Là phương án gì vậy anh? Cũng là phiên bánh bao mà phiên bản khác. Ồ. Rồi. Cho coi thử dạ anh. Rồi em mời anh vô coi. Trời ơi. Thường những cái đây anh Lộc ơi vô đây nào anh có hai lựa chọn một là cái này còn hai là cái này hai là cái này không mà sao anh chọn cái nào cái nào cũng mệt cái này là kẻ ký 8 người 2 ký rồi mà cân nha cân cân để coi thằng này bánh bao này chắc phải 2 ký á lượng cái ok rồi quá hớp rồi ra luôn anh trai ôi ôi bánh bao giờ mình cân thử cả nhà ơi dạ rồi rồi cái hiện tại số 0 nha rồi đúng rồi ôi ôi 2 ký 1 trời ơi 2 ký 1 còn cái dĩa kia anh Lộc trừ rồi chỉnh về số 0 rồi không phải ý là cái dĩa này nè cái này là bao nhiêu cái này là hấp lên nó còn nặng hơn nữa. Đúng rồi hấp đây cái này có thể là nặng hơn cái này tại cái này tới mười mấy cái lận dạ khó sự quá rồi dạ anh ăn hết cái bánh bao này đi em cho anh ginh chiếc xe anh ba em về luôn dạ anh ăn hết cái bánh bao này đi em cho anh ginh chiếc xe anh ba em về luôn
Trời ghê vậy. Anh có cái xe bánh bao để buôn bán rồi mà anh cho gin vào luôn hả? Không, mình nghĩ kèo này anh chủ thắng rồi cả nhà ơi. Cái bánh bao 2,1 kg này thì căng lắm. Một giày không anh chủ? Dạ một dừa thôi. Em không dám làm giày. Cố gắng lên. Anh em thấy cái này nó không có bự cái bàn ngang, nhưng mà nó được cái là cái chiều cao quá. Chiều cao nó rất là dày luôn á cả nhà. Rồi, các bánh sinh nhật luôn anh. Cắt bị bánh này. Không, để mình coi cái độ dày của nó. Độ dày của bánh đó hả? Không dày lắm đâu nha. Nhân nhiều. Nhân nhiều. Ồ, cái nhân rồi. Wow. Anh ví dụ như cái này thì anh bán giá bao nhiêu? Cái này chắc em không bán, chắc không ai ăn nổi. Lỡ như mà ai người ta đặt á. Thì tới chắc em chưa biết nữa, thì tới lúc đó chắc em tính. Ok. Và hiện tại cái bánh bao này thì bán giá chỉ 20. Cái như cái này anh biết thông tin là Phan Đi Hùng với Võ Sĩ Lộc đến đó cả nhà, cho nên anh đặt trước, anh làm trước đó cả nhà. Chứ mà lâu rồi mình bị mỏi tay luôn. Hỏi tập tạ. Nó chứ tới đây anh chủ nhiệt tình quá rồi. Thử thách. Ôi à. Nó chỉ sợ cái bột thôi, cái nhân mà mình ăn được. Do. Cái này cũng thường thường á. Để mình cố gắng hết sức. Rồi. Thì bây giờ bắt đầu thử thách nha. Ok. Đây là không gian ở bên trên lầu này cả nhà ơi. Không gian này thì rất là lý tưởng rồi. Ôi, xin Lộc ơi, nhà anh thấy gì anh đứng giống như chủ nhà vậy? Mẹ bên kia để dành tiền mua. À, nhà bán hả? Nhà mua thằng nghèo luôn. Mua đó camera tối hãy quay vào nhà anh không? Đó camera không? Không phải hả? Tối hãy quay vào nhà anh, nhưng mà ở đây có không gian trên sân thượng. Nó trên sân thượng trên lầu đúng không? Đó, đây đi mình. Yes. Nè. Mà trước thì lên hỏi nhà có chó không? Hồi nãy mình nghe tiếng gầm gừ á. Ồ, chiêu nha. Chiêu nha cả nhà ơi. Đây là không gian ở trên sân thượng. Không gian này thì anh chủ nói là buổi tối á ngồi rất là mát. Mà buổi sáng thì nó sẽ bị nắng cả nhà. Đúng rồi, buổi sáng bị nắng. Đây là ghế mà mình chuẩn bị mình dọn ra nè cả nhà. À, còn trên lầu nữa nè. Hết rồi. Tới đây thôi. Dạ. Đó cả nhà, nếu mà mình đến đây thì ngoài là ăn ở không gian bên dưới cùng nè, mình có thể lên không gian bên trên lầu. Không nghĩ anh ăn ở đây được nè. Lát hả? Ừ. Nắng không? Ăn xong cái có gì quăng. Thôi xin dưới anh đi, này nguy hiểm quá rồi. 2 weeks later. Món ăn sẽ lên đây. Ta da. Còn cái này của anh. Còn cái này của anh Hùng luôn. Ô. Ôi. Anh chủ anh cầm một tay mà rung. Quá siêu nặng. Anh chủ cho em mượn con dao á. Dao. Đây là dim sum nè cả nhà. Và các loại bánh bao khác. Cái này là mình sáng, review á. Ăn sáng ngon nè. Dạ. Ăn sáng nó nhẹ nhàng. Mấy bạn nhỏ anh Lộc. Rồi thôi, hôm nay Võ Sĩ Lộc sẽ thử thách cái bánh bao khổng lồ này. Hy vọng là anh sẽ thành công. Cố lên anh. Tất nhiên là sẽ có nhân rồi, có nhân rồi. Ồ. Sao giờ này... con dao nè. Chưa đụng được đáy luôn á. Lúc dao rồi, anh tắt quạt lắm. Nhìn thấy creepy quá không? Nhìn như cái bánh kem vậy á. Em là cái bánh bao. Cái gì em anh tính mà... cắt em luôn, xiên em luôn hả? Ghê vậy? Em mà hay mời anh tới mấy quán mà bất ngờ vậy nè. Anh xiên em quá. Quá sáng mình ăn vội, tính ăn vội cái bánh bao đó nha. Để tới đây quay clip cho thanh niên. Ôi cái nhân kìa. Nó dính anh, cái nhân kiểu nó dính kìa á. Chứ nó không có bị sập xuống. Trứng muối, trứng cút. Ôi, thanh niên cắt xiên qua trứng hết luôn rồi. Nhiều nha. 2,1 kg. Rồi. Rồi, đây là ly hồng trà. Có chân trâu nữa anh. Có anh, chân trâu trắng, chân trâu đen. Ồ, cái ly này đẹp đã quá. Bây giờ Lộc sẵn sàng chưa? Anh á hả? Anh cũng thấy chưa sẵn sàng lắm nha. Cái này thì mình không giới hạn thời gian, nên anh cứ yên tâm. Rồi. 3, 2, chụp, 1. Chụp cái này nữa đi. Ok. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ ăn cái bánh bao này để kéo cái tủ bánh bao của anh Vũ. Bật mí là mẹ mình cũng đang tính bán những món tại nhà, có cái tủ đồ thì đỡ tốn. Ơi, nhưng mà không phải dễ đâu nha. Đúng rồi, thôi mẹ ơi, hãy cổ vũ cho con nào.
Dứt mà anh chỗ nha, anh nhờ anh Lộc ăn nè. Quá máu rồi, nóng quá Lộc ơi. Ồ, nóng bên trong luôn đúng không? Có tôm, có tôm. Dạ. Tôm mà tôm xay ra đúng không ạ? Đúng rồi, em bảo như con em đánh chung gì đó. À, nấm mèo rất là nhiều. Nấm gì? Nấm mèo. Nấm mèo, nấm hương. À. Bánh bao có nấm mèo nó mới thơm. Dạ. Mà chắc lắm vậy nè. Bánh bao anh chủ không có bị dễ mà tách ra đâu. Đúng rồi, cái nhân nó kiểu nó dính vô cái bột luôn anh. Wow. Nhìn đẹp, anh Lộc cắt ra mà nhìn đẹp nè anh Lộc. Đúng rồi. Bánh bao này là phải hấp cho anh tới 40 phút nó mới chín. 40 phút, quá là công phu. Nói chung bên quán thì chỉ có những cái bánh bao như vậy nè cả nhà ơi. Anh còn làm được thành con gì nữa không anh? À, em còn mấy khuôn con cồn nè, con khỉ vậy. Đây mình có mấy cái này là mình sẽ khuôn để nó có khuôn hết rồi. À, con cồn, con khỉ nữa. Con heo, mấy con đó thì chắc là... Nó có khuôn hết rồi, toàn yeah. Khuôn. Không phải giống như hồi xưa, thì mình có khuôn mình chỉ gắt thôi. À, ăn thế tới em có khuôn nè. Có khuôn lưng là mình phải tự cái kéo mình làm. Dạ. Bữa nào anh làm cái khuôn hình mặt Võ Sư Lộc quá anh. Ừ. Khó. Mình nói cả nhà, Võ Sư Lộc mà làm mặt bánh bao Võ Sư Lộc quá nhìn tốn bột lắm. Cái này lúc bình thường mình sẽ để ăn cuối cùng. Nó là một trong những món rất là ngon. Nhưng mà bây giờ mình ăn trước luôn. Rồi mình biết là mình khó có sức để mình ăn tới cuối. Rồi. Đây cả nhà, ngoài món bánh bao ra thì anh chủ còn có dip. Mình thử lấy cái đũa mình gắp. Cố lên anh Lộc ơi. Yes. Trong lúc anh ăn cái đó thì em sẽ review những cái món ở đây. Cái này mình ăn chấm với tương ớt á. Đúng bài luôn. Bên chili, anh bên chili. Ta cha hảo. Wo shi zhong guo ren. Xin chào, wo shi bên chili. Cũng là anh ăn bánh bao chưa được gần được 1 tháng á. Bị dập tiếp một cái nữa. Đầu năm bánh bao bây giờ hứa hẹn năm nay sẽ chắc mang clip bánh bao nữa quá. Thôi vậy là năm nay lấy vợ chắc luôn. Cười đầu năm ăn bánh bao, một tháng sau ăn cái bánh bao nữa nha. Hôm nay Võ Sư Lộc có vợ rồi. Ôi hai tay luôn à. Ê ê. Hồi nãy đổ anh Chí đi được nha. Cho anh Chí ăn nửa cái thôi cho ổng ứ hừng luôn. Rồi trong lúc Võ Sư Lộc đang càng quét cái bánh bao của nhân nhiều quá luôn á. Nhân quá trời luôn. Thật chắc lắm. Dạ, đi dễ khó về rồi. Mình sẽ ăn qua những món ở đây nha, những review thôi. Ôi, thịt. Cái lớp vỏ ngoài cả nhà. Vỏ bột ở ngoài nó mỏng mà thịt bên trong quá trời luôn á. Wow. Mời cả nhà. Hôm mới sáng sớm ăn cái bánh bao này có sức chuyến nguyên ngày rồi. Mấy cái phần điểm tâm này cả nhà nè, thì mình nghĩ là những bạn nữ á, rồi hai chén thôi ăn cho một buổi sáng là đủ. Như mấy anh đàn ông á thì sẽ ăn nhiều hơn xíu. Mình làm thêm một cái bánh bao nữa ngon lành. Bánh bao hình con lân, lân cái miệng của ta nên đi nó cái mông nè nhìn giống bộ. Nè nóng luôn á nè anh Lộc thấy không. Ấy là tự nhiên đang nguyên cái đầu của cái mông làm gì nhìn không nỡ ăn luôn á anh Lộc. Ê nhìn không nỡ ăn thôi vậy ăn này đi anh ăn nó đó. Ok không, hai cái này mà hai anh em mình ăn thì dễ được em ăn. Ok đúng rồi, đây là cái ký bình hồng này nó cũng dày lắm không nhà bột á vậy đắp này vô ăn thêm đồ. Đây cả nhà ơi, hình trái cam. Anh chủ chia sẻ là cái bánh bao này người ta hay mua về để cúng á cả nhà. Đẹp ghê. Nếu mà ai muốn mua thì mình có thể đặt qua số điện thoại của anh chủ. Số điện thoại của anh chủ mình để ở đây nè. Ok. Cảm ơn không gian riêng tư quá. Bứt cái lá nè. Cảm muốn đóng cửa lại quá. Trời. À đóng cửa đằng sau lại. Đúng rồi anh đóng đi anh. Quên. Ghê hả? Ăn ngày hôm nay. Ăn cái gì? Ăn bánh bao. Nhìn Võ Sư Lộc hết sức nguy hiểm cả nhà ơi. Dạ. Nửa cái này thì anh ăn ok nè. Mà nửa cái này nè, nhiều quá. Dạ.
em nghĩ là anh ăn hết một nửa cái kia đi, xong rồi cái này anh cắt ra. Cắt đi nè, cắt dạ. Nè. Để là cái nào mình ăn cũng hết mang về. Đúng vậy. Cho mẹ mình. Ừ. Ủa, mà mẹ anh tính mở một cái xe nhỏ hả? Ý là bán bàn á, bán cơm hay là bán mấy món món ăn mà buổi trưa á cho mấy bạn nhân viên văn phòng có thể ăn được á. Mà tính chứ thấy chưa mấy bạn toàn đặt app không mà. Thì cứ mở đi, thì phải qua làm một clip. Chờ anh có vợ đi. Trời ơi, là bà vợ và mẹ cùng bán đúng không? Đúng là một mái ấm. Nói đúng còn nói to. Một mái ấm hạnh phúc. Nhưng mà em nghĩ chắc là anh phải bỏ tiền ra mua cái xe rồi. Chứ không có cửa không, lấy cái xe được đâu. Mới ăn có một nửa cái thôi mà. Anh chủ chơi chắc kèo quá. Thì nói chung thử thách cũng phải có lúc thắng lúc thua chứ anh. Chứ đâu phải ông nội người ta đâu. Đúng rồi. Thôi bà thanh niên này. Không bỏ mũi cho anh em mà lại. Trong lúc bọn tôi học ăn cái đó thì mình sẽ đây. Bứng cái lá là ôi cha. Đấy, cái lá này người ta bỏ khi nào cũng. Đó là khi mà chín bánh rồi người ta mới bỏ vô. Mình cắn nha cả nhà. Wow. Trời ơi. Kim sa đúng không? Ừ. Kim sa đó. Nhưng màu vàng vàng. Ngọt, cái bánh bao ngọt. Biết chứ lết. Quá đã. Có hành nữa không ơi? Hành bên trong này rất là nhiều. Ừ. Chủ hành mình rồi. Ồ, gắt chân luôn hả? Gắt hả? Sáng ở nhà mình vội vàng kiểu bắt ráp lên để chạy tới, sợ quay clip cho Hùng trễ. Ghé mua tạm một cái bánh bao nữa. Ăn hôm nay mình thử thách ăn bánh bao luôn. Ghé mua tạm bánh bao, không ngờ bên này Hùng hẹn ra quán bánh bao. Hay là anh mua một gói mổ bánh mì hay là xôi đi. Tự nhiên cái đi mua bánh bao. Linh cảm hay sao á? Linh cảm không? Không, nhưng mà vậy thì mình mới có một cái bánh bao nhỏ nhỏ để tặng cho anh ráp. Con cái bột nó bóp đã quá, nhìn đã quá. Ừ. Cái này giống như dương vậy. Không phải dương. Hết luôn nha. Cũng. Dạ. Ừ. Nói chứ bật cái này ra để anh chủ anh cái là. Cái công mà chủ nói là mình giếm á, giếm bánh bao. Đúng rồi. Rồi xuống lấy cái tủ đồ. Lấy xe. Để anh lên kìa. Có camera không anh? Không. Anh em mới ăn cái dim sum với bánh bao màu cam. Cam là như hạt sen. Hạt sen, dạ. Nó hơi giống đậu xanh anh ha, hơi giống đậu xanh. Cái hộp sen của mình là mình không nấu cho nó mềm. Dạ. Mình bỏ máy sinh tố. Ồ, xay nhuyễn ra. Vì giống như sinh tố luôn rồi. Rồi mình sên với đường. Dạ. Còn cái hình như là sô-cô-la. Wow, vậy lát mình phải ăn rồi. Anh, tại vì em nhìn nó đẹp quá, em không em muốn ăn á. Chứ không? Sô-cô-la của em là sô-cô-la hạnh nhân nữa. Dạ, hạnh nhân nữa hả? Sô-cô-la đi. Dạ, anh lập sắp hết rồi hả? Sắp hết nữa. Ủa? Vẫn còn. Chưa, giấu. Ngay cái lớp này thì tuy là mình thấy nó bự nhưng mà mình bóp ra nè, nó rất là mềm. Và ăn nó dẻo lắm đó nha. Đó là màng thầu kìa. Màng thầu bánh bao đúng không? Ừ. Cái này mà ăn uống nước lọc của anh chủ hay uống nước suối á, nó nở ra. Ổn áp không? Không ổn lắm. Không, em nghĩ là anh cho em cái kia đi để em thử review coi sao. Đó, cái bánh đó. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Thôi nói chung thì anh chung thì thôi mình nói luôn cả nhà. Nói luôn đi. Cái này quá sức mình rồi. Dạ. Và mình ăn nửa cái là mình ước lượng được cái sức mình ăn thế nào rồi. Quên biết sao, hôm nay là buổi sáng. Đang là buổi sáng. Nên thôi chia sẻ cho anh em. Còn cái khách này thì tạm gửi cái tủ lại cho anh chủ á. Hẹn Dương quay lại. Anh nhớ Dương không? Nhớ. Hẹn Dương quay lại ăn cái bánh bao này. À, thằng 1 phút nữa hả? Đúng rồi, Dương thằng 1 phút bữa cũng có ăn thay bánh bao. Dạ, có thể ăn như là bên Châu đúng không? Đúng rồi anh, ở ngay Hậu Giang á. Đây. Ồ. Em nghĩ chắc Dương ăn cũng không nổi đâu. Cái máy Dương ăn không nổi đâu. Hên xui ha. Em nghĩ là hên xui anh, tại vì Dương nó không khỏe hơn em.
mà cái bẫy em ăn được. Em ăn được cái bẫy thì Dương nó láng thêm 4 lạng. Nuôi quất được á. 4 lạng đó là trở thêm 4 lạng cái bánh bao nữa, 4 lạng nữa. Dạ, 4 lạng chắc... em nghĩ là nghĩa là Dương phải ứ hự. Ăn hết mà ứ hự đúng không? Cái đó là chắc không phải... Tại vì dễ gì, làm là cái bánh hai mình giữ cái thước này, mình phải lên 2 cái rưỡi thôi. Trời ơi, nghe anh ơi, mày cho anh con bánh con lân. Bánh con lân khổng lồ vậy, anh chủ nói làm tới 2,8. Đúng, anh chủ làm được bánh con lân bự được không? Bữa hôm qua có làm cho con lưng mẹ cưng lên tới 2,8 rồi đó. Còn Dương muốn đó đó. Ôi có hai ông anh quá tốt. Quên để lại cho mình chụp hình. À. Con nhỏ lưng bự bự lắm, bự gấp đôi cái bánh này luôn. Trời ơi. Thôi vậy thôi, vậy vậy vậy. Mình chơi ác với người em mình quá. Cái đó phải để Dương ăn với người yêu. Dương ăn với Tuấn á. Rồi, để mình ăn review cái này cả nhà ơi. Wow. Quá trời thịt luôn. Em đỡ mất cái tủ anh bao. Đúng rồi. Em nói giỡn thôi chứ em cũng không muốn lấy tủ của anh lắm. Tại vì sức người có hạn. Gặp mới ăn bánh bao xong còn lấy tủ bánh bao nữa. Tôi ăn có bánh bao kia á, chưa được tháng nữa. Chưa được tháng luôn. Có bánh bao 40 trứng á, chưa được rồi. Tháng luôn. Đặt cái bà cụ á nghe đường cái bà cụ gì nghe cái góc Trần Quý, Trần Quý. 40 trứng hả? Nghe. Wow, cái anh cái nhân bánh bao này em thấy nó không có giống những cái chỗ khác anh. Nó kiểu giống như cái nhân của cái này nè đúng không? Như cái thịt nè, đó. Ăn kiểu như cái thịt nó mềm mà nó nước nước á cả nhà. Nó có cái nhân này em bỏ tủ sáng nhiều, một cái sáng ít lắm. Dạ, thịt nhiều. Đúng rồi, hàng chi đúng rồi. Đó. Ồ, cái hơi dẻo dẻo nữa. Ngon kìa. Happy birthday to you. Thôi, bị bớt để chú vô. Rồi hết rồi hả? Hết rồi. Bây giờ anh tính. Thôi. Ồ, như bánh kem vậy á. Trứng muối nha, trứng muối là mấy trứng vậy anh chủ? 5 trứng hôm qua là em định mổ cho anh 20 trứng mình thôi. Với tiền cho anh. Mặt bỏ tư lọc kiểu ghim á nha, ghim á. Tiếc là anh chủ không đi quay. Anh chủ em khỏe không? Để bữa nay em kiếm được hàng khỏe vô đủ hàng khỏe anh Lộc. Thằng Mộc Trung không ý là bây giờ nè. Anh chủ ăn khỏe không? Em mới ăn sáng xong luôn. À, tưởng ăn sáng khỏe, à, ăn khỏe thì vô đây ăn phụ luôn. Hai anh em mình kết thúc cái bánh luôn. No bụng cùng người lại. Anh chủ ăn muối. Bữa nào em rảnh á, em mời anh đi ăn thử thách trong cái tô của em. Cái tô khổng lồ của em á. Anh ăn không? Kiểu như em đang có một cái series là tên là Căng Bụng Cùng Người Lại. Em sẽ mời những cái người mà trước giờ chưa từng ăn ở trên YouTube. Đúng rồi, chưa từng lên clip của em luôn. Là mời họ ăn. Những người đó là sức ăn cũng phải được gọi là kiểm định. Ví dụ như ăn được 3 tô, 3-4 tô đó. Bữa nào mời anh chủ. Dạ dạ. Ý là anh chủ sẽ là người chủ quán đầu tiên ngoài Mai Úc. Đúng rồi. Thử thách. À, cái bạn mà ăn mười mấy gói mì đúng không? Được anh, tại vì năm nay có nhiều cái kênh nó có nhiều cái biến động á, cho nên em cũng suy nghĩ là những cái ý tưởng mới để cho em nếu mà có những cái em cứ qua đây em hỗ trợ. Dạ dạ, ok. Hôm qua em có báo trước thì em có những mới đồ chơi bên Trung Quốc về đó. Đồ chơi là gì? Mấy cái đồ đựng nhã nhã khói nó phun sương ra. À, đồ, là đựng vào đồ ăn rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Đồ ăn là nó tại nhà. Tính ra anh chủ gọi là đầu tư quá. Anh từng làm trong nhà hàng mà. Những nhà hàng cao cấp với cả nhà, cho nên ảnh và anh suy nghĩ ra những cái món ăn cũng như là những cái đồ chơi bánh ẩm thực. Bây giờ người ta ăn không phải ngon mà phải đẹp mắt. Đẹp mắt, đẹp mắt. Tức là giá phải hợp lý cũng. Sao nhăn mặt quá vậy? Cái nhân của cái bánh bao này không? Giống như em ăn sủi cảo vậy, anh thấy không? Có hát lát nữa. Nhân rất là ngon luôn á. Nhân bánh bao mà anh chủ đầu tư cá hát lát nữa. Đúng rồi, mình không được xài mấy cá tạp. Mình để cá tạp, mình để ví dụ mà bánh bao mình để trong lớp, mình để trực tiếp chiều. Mình chua, mà mình tanh. Nên có dịp cả nhà hãy ghé qua để thử ăn những cái nhân bánh bao bên đây nha. Anh, cái nhân bánh bao này là anh có dùng chung cho mấy cái bánh bao nhỏ dưới không? Dạ đúng rồi, chung hết luôn anh. À. Thì của anh chỉ là cái size là mình lớn hơn thôi. Chắc mình ăn 3/4 đi. Rồi mình ăn hết cái này nữa rồi. Cái này mình mang về cho mẹ mình.
Mang vợ về cho mẹ. Ồ, đang bao à. Mày mang thêm bánh bao về cho mẹ nữa. Rồi, trong lúc Võ Sơn Lộc ăn thì mình sẽ lại tiếp tục thưởng thức. Đây, cái này là cái gì vậy anh? Đó là cạo nấm. Hả? Cạo nấm, cạo tôm. Cạo nấm. Chuối cạo nấm. Ồ, có bộ. Cho 25.000 còn để tâm lưu à. 25.000 một phần. Nhưng mà những cái phần này mà em thấy vào nhà hàng là nó giá từ 40 đến 50. Cái này buổi sáng thì em làm cho kiểu mà người ta vui là em gọn lẻ. Dạ dạ. 25.000. Rồi. Cái món này chắc bụng lắm. À, mấy thủ cảo này chắc bụng lắm. Thế là lâu lâu bị đói. Có hai người ăn ngoài đứa. Dạ dạ. Wow, không hết đâu anh ơi. Ô, bây giờ nó là một bánh bao nhỏ rồi đó anh Lộc. Đó. Nhấp nước. Trời, kênh của em anh là có nhiều người ăn. Em Lộc chia ra là em với Lộc là chính. Tính ra một người ăn khoảng 2-3 ngày một tuần em với Lộc á. Nhưng mà kênh của bạn thằng Bạc Phút đó là bạn nó ăn mỗi ngày. Ăn mỗi ngày, ăn mỗi ngày. Không biết kênh mới mở sao nhiều. Đúng không? Tính đó em nghĩ là khoảng 2 năm mấy, 3 năm đó. Dạ dạ. Em có thấy nó nổi là mới, chắc thấy nó trên có thể thôi. Dạ dạ. Chú trọng à. Mà anh cũng giữ nha, anh ăn cũng nhiều lắm đó. Đúng rồi, anh thôi rồi. Bạn Linh là cả nhà có dịp kéo qua comment bên kênh bạn Linh một nhát. Gọi sẽ đọc anh được. Đúng rồi. Đúng rồi. Em có đó em nghĩ được á. Đã cái gì à, em về em nói với bạn cho một hết. Ờ, nói một chút là thử thách á. Một lần ăn không nổi đâu. Trời ơi anh coi chừng á, nghẹn á, nóng ở trong họng anh luôn á, không nhai được anh. Anh biết trong phim Trung Quốc á hay nhét cái quả táo hay cái dẻ vào miệng á, không có nói được luôn á, coi chừng á nha. Há khẩu có cột dây rồi. Ôi anh đen này bạo lực, bạo lực quá. Anh chỗ xuống lấy roi da luôn. Dinh địch, dinh địch. Cái này nguy hiểm quá. Em phải bó lại nữa anh chủ ơi. Vô miệng em sợ nó bị bung ra. Nước có thể cho em một miếng nước không? Ok. Em muốn gì? Nước lọc được rồi. Khó lắm cả nhà. Tại lưu ý nha, cái bột. Wow. Đó. Vô thì được á. Nhưng mà quan trọng là nhai nè. Chấp nước rồi. Anh lấy cái này nè, anh trọt cái bánh bao á, anh đổ nước vô chứ giờ sao mình sao uống. Nè lấy cái ống hút này trọt cái bánh bao. Ủa. Không uống được luôn. Trời ơi, đó thôi trời con ơi. Anh. Chấm cứu không? Để nhờ cái anh sơ cứu cho anh. Đây. Rồi. Bỏ lên. Rồi, đánh lên nha. Dạ. 4 lạng 6. Tức là anh Lộc ăn được khoảng 1 ký 6 ký 7. Đó, nói là 2.1. 2.1. Ví dụ người ta bán quán ăn thì người ta bán món ăn. Còn ở đây thì anh chủ còn bán luôn cả món nước nữa. Với lại anh có kết hợp mấy cái set á, mấy cái set combo. Menu nhiều lắm nha. Đó, có menu combo nè. À, muốn đặt hả anh? Mấy món này là đặt trước nè. Combo gia đình nè, hai vị, món chính, bình trà, ba cục. Anh làm cũng kiểu 5-6 món như đám cưới vậy đó. À, đâu câu mạc chuột. Ôi, tính ra 899.000 vẫn rẻ hơn một bàn đám cưới đó. À, số điện thoại của anh chủ là số mấy à? 077. Dạ. 8765166. 077 8765166. Tại vì hồi nãy mình có nói là mấy cái vụ bánh bao cái nhà, nếu mà mình muốn đặt để mà cúng á, mình hình trái cam, trái quýt gì đó, thì mình liên hệ số điện thoại của anh chủ á, anh chủ sẽ làm số lượng lớn để ship cho cả nhà luôn. À, đặt đi làm từ thiện nhưng mà phải báo trước để anh có thời gian, tại anh còn làm mấy món kia nữa. Dạ, những ai mà muốn đặt làm từ thiện để phát cho những cô chú á, có hoàn cảnh khó khăn á, thì hỗ trợ đóng gói vô
Dạ. Cái combo của em một phần với nước suối là dưới 23 ngàn thôi. À. Nước suối, một bịch cái khăn giấy luôn 23 ngàn. À. Ồ, vậy tiền đấy là người nào bận bịu quá đúng không anh, không có thời gian để soạn ra thì cứ đặt bao nhiêu phần rồi buổi tối đó tới lấy. Vậy thì mình sẽ lưu lại để mình làm đúng tiền. Rồi. Rồi, cuối cùng thì nuốt hết rồi cả nhà. Giờ trong bụng của mình là bắt đầu bánh bao nó nở ra, nó giống như những tảng băng nó bị rớt ra từ nam cực á, nó bắt đầu tan chảy ra trong bụng của mình. Như Titanic đụng một tảng băng á, rớt ra. Nhưng mà cái băng này nó màu trắng á, mà nó chảy ra bắt đầu nó đóng trên cái thành bao tử của mình á. Nó lại không loãng nữa mà nó đặt lại nữa. Nên nó rất là căng. Rồi. Bánh bao cũng căng, bánh bao với bánh mì nữa mà. Nhưng mà một điều mình thích ở cái bánh bao của anh chủ đó là anh làm rất là chắc và chắc và chất nữa. Cái trứng nó cảm giác như nó thấm vị luôn ở nhà. Ăn vào là nó chắc cái trứng cút lắm. Còn lại cái trứng muối á thì ăn bùi bùi, không bị quá mặn. Còn cái thịt nó cái mà mình phải nhận xét nhiều, nó có thêm cá thác lát nữa. Đó. Ăn vào thì vừa kiểu như nó không có bị cứng ngắc như là thịt nạc bình thường. Yeah. Nó vẫn giữ được một cái độ mềm, độ xốp nhất định. Bên cạnh đó có những cái nấm mèo đó, nó làm cho mình ăn cắn vào mình không có bị ngán. Và chung quy một cái thử thách này thì mình chưa đủ sức để vượt qua được ngày hôm nay. Nên chút xuống gỡ 4 cái bánh xe thôi. Lấy không còn được nguyên tủ phá nữa. Rồi, cảm ơn anh chủ vì đã gọi là làm một cái bánh bao rất là to công phu cả nhà. Làm một cái bánh bao đó mà nó chắc như vậy, nó không bị vỡ ra bên trong á. Bữa trước mà làm cái bánh bao kia thì bà làm thì nó bên trong nhân nó không có khích như thế này, kiểu như cái nhân nó bị rớt xuống anh ha. Đúng rồi, nó không có dính với cái bánh, còn đây là dính cái bánh luôn, dính sát rạc luôn. Dạ, do là cái thịt á, thịt nguyên chất không có pha nhiều. Rồi thì một lần nữa, đây là quán A Búi ở số 77 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 2, quận 6. Anh chủ này là đã bán ở bên Minh Phùng đúng không anh? Lâu rồi, nhưng mà bây giờ anh chuyển về địa chỉ mới, thì mong cả nhà hãy ai mà biết thì hãy quay lại để ủng hộ cho anh chủ mình nha. Sẽ đi vào buổi tối quay dạ. lại và lên thưởng thức cái không gian ở trên sân thượng ở nhà. Trời ơi, ở đây nhiều món lắm anh, hơi bị chiêu á. Rồi kết thúc clip nha. Thế nên mình có các fanpage trên Facebook, nếu những người yêu mới thì muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event hẹn làm và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng luôn kênh Phan Hùng Vlog của YouTube của Bỏ Sư Lộc. Đừng quên tất cả mình là Phan Hùng 116 Bỏ Sư Lộc, và hay có tất ngắn là Phan Hùng Bỏ Sư Lộc và Bỏ Sư Lộc Phan Hùng. Các bạn sắp tới như các bạn ở bất cứ thách nào thì đã làm những comment để xem xét và đưa những độ phù hợp nhất làm clip cho nhà cũng thức nha. Ok, xin chào các bạn. Dạ, thấy cả nhà ơi, lúc mà mình đi xuống cầu thang thì mình phát hiện ra một cái vòng quay. Thì giờ bên quán đang áp dụng chương trình là bill từ 199 199 dạ. Nói chung là 200 ngàn đi, thì là các bạn sẽ được quay cái này. Giờ họ sẽ đọc ăn cái bánh bao hơn 200 rồi á. Cầu trời, đừng quay dính một cái bánh bao kim sa hay một cái bánh bao xá xíu vậy nè. Rồi nè nha, quay nhẹ thôi, quay may mắn. Này giống chiếc nấu kỳ diệu quá. Dạ, này nhớ tới mấy chú mà ngày xưa hay dùng 500 á để mà gian lận với mấy thiếu nhi. Ôi, giảm 10% luôn, ghê vậy. Giảm 10% cho tổng bill. Ví dụ như 300 ngàn thì sẽ được giảm 30 ngàn. Đó. Nhưng mà lỡ qua đây thì thôi. Rằng một phần xíu mại nè. Giảm 15% nữa nè. Nếu mà mình được 200 mà mình được giảm 20 ngàn. Dạ. Tính ra anh chủ anh chơi quá. Anh có những cái rất là mới lạ cho khách luôn cả nhà ơi. Giảm 1% tổng bill nữa nè. Giảm 15% đúng nhỏ luôn.